Đây là chuyện bên lề với Việt Thảo. Xin kính chào quý vị và các bạn. Nè, nói nghe nè. Hôm nay Việt Thảo ăn cháo trắng với hủ qua, rồi cá tra biển hồ, khoai lang. Ăn để mà giải đáp một số thắc mắc của các bạn nha. Các bạn hỏi bây giờ ăn cháo trắng với lại hủ qua hay khổ qua hay mút đắng lần đầu tiên mới thấy. Thực ra thì cái món ăn dân gian này rất là tốt cho sức khỏe của mình. Như các bạn thấy cái tô cháo trắng mà Dịch Thảo có để hủ qua đây nha. Thì đây là trái hủ qua. Mình cắt đầu cắt đuôi chẻ đôi nó ra, bỏ cái ruột, xong sắc mỏng 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 nhỏ nhỏ. Cháo trắng này đó, thí dụ nóng thì khác mà nguội khác. Chẳng hạn nóng thì mình có thể để vô trộn, hoặc mình muốn nấu lâu hơn cho nó chín thêm cái hủ qua cũng được, hoặc là mình muốn ăn cho nó giòn cũng được. Thì Dịch Thảo cái tô cháo này nấu rồi nó nguội nè, mới cắt hủ qua bỏ vô, trộn nó lên xong bỏ vô microwave, tức là cái lò vi sóng, cho nó sôi lên 2 phút, 3 phút, 5 phút, miễn sôi cháo lên thì mình thích mình ăn nha. Nó giòn, nó ngon lắm. Các bạn hỏi ăn hủ qua nó có đắng không? Đắng sao không đắng? Hủ qua mà làm sao không đắng? Đương nhiên có những loại hủ qua đắng nhiều, đắng ít. Nhưng có điều là mình không có nấu nhừ nó ra thì cái độ đắng nó ít hơn. Rất là ngon. Rồi. Làm đứt tay. Nãy làm đứt tay. Rồi bây giờ đó, cháo trắng này mình có thể ăn vậy thôi với lại cá kho hay dùng được. Thì bữa nay Dịch Thảo ăn với cái khô cá tra biển hồ. Đây là khô cá tra biển hồ đã được chiên lên rồi. Thì Dịch Thảo có để cái cách chiên lên trên hình, quý vị và các bạn có thể xem được. Theo thứ tự, đầu tiên thì mình cá mình đem ra cắt, rửa rồi mình để chút xíu nước, mình chiên giống như nấu cho nó chín nhẹ lên. Thì khi sôi lên rồi trở mặt là mình đổ nước, bỏ cái nước dơ đó đi. Thì sau đó nó khô dần và chín cái dầu trong con cá này, nó tự chiên nó nghe, chiên khô rất là ngon, giòn, lửa nhỏ thôi. Các bạn xem hình thì cách biết cách nha. Đây là khô cá tra biển hồ, ăn cháo ngon lắm. Thật là ngon. Ngon quá. Các bạn hỏi có mặn không? Đương nhiên khô cá tra biển hồ thì phải mặn chứ. Nhưng mà mặn nhiều mặn ít tùy theo loại nha. Mặn nhiều thì mình rửa bớt nó ra, còn mặn ít thì không cần rửa nhiều. Ngon quá. Đó là mình ăn với cháo trắng. Khô cá tra biển hồ mà mình ăn kẹp với khoai lang còn đã nữa. Đây, các bạn nhớ khoai lang Dịch Thảo đưa lên mà bỏ microwave không? Thì cái cách bỏ microwave có nhiều bạn không biết có hỏi. Dễ lắm. Một là nó có cái độ đựng khoai, rồi mình bỏ microwave ở dưới nó có ít nước, thì cái độ hầm ẩm nước đó làm cho khoai nó không bị khô. Hoặc các bạn có thể bọc giấy ẩm ướt lại, có nước thì hấp nó cũng không có khô bằng microwave nha. Đơn giản lắm. Khoai lang này ăn không cũng được, ăn có vỏ cũng được, lột vỏ cũng được. Dịch Thảo khoái ăn để vỏ hơn. Khoai lang ăn sáng. Và có một điều nữa, các bạn ăn khoai lang với khô cá tra biển hồ, ui chà, ngon lắm luôn. Ngon quá. Đó. Đơn giản chỉ có việc. Thành ra các bạn thấy cũng là cháo trắng, cũng là cá khô, cùng là khoai lang, nhưng mình chế biến nó sẽ thành những cái món ăn ngon, thưởng thức đã lắm. Cháo trắng để hôm qua nè. Ăn như khô cá tra biển hồ.
khoai lang ăn với khô cá tra bản hồ, biển hồ nha. Rồi, có gì các bạn nhìn trên hình, cái cách chiên khô đồ có để lên hết. Chúc các bạn luôn có những bữa ăn ngon. Ok, I love you. Quý vị ơi, bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm Obamacare hoặc Medicare có nhiều sự thay đổi lắm cho năm 2021. Quý vị muốn biết chi tiết thêm hoặc có gì không rõ, quý vị xin gọi cho Alicia Châu, điện thoại là 770-454-1182. Nhớ nha, gọi cho Alicia Châu nha. Và tôi biết rằng Alicia còn chia sẻ nhiều hơn cho từng người một khi quý vị gọi điện thoại tới để liên lạc. Đừng bao giờ nghĩ tôi gọi là tôi phải mua insurance hay bảo hiểm, không có. Quý vị có thể thắc mắc hỏi giống như người thân trong gia đình để mà có thể giải đáp những thắc mắc của mình.